Thưa quý vị, hôm nay ngày 27 tháng 7, ngày cả nước dành sự tri ân tới công lao to lớn của các thế hệ đã hy sinh vì độc lập tự do. Trong ngày này, chúng ta hãy cùng sống lại cảm xúc của người lính qua những trang nhật ký chiến tranh để hiểu hơn về tinh thần lạc quan, ý chí cách mạng, lý tưởng cao đẹp của những con người sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc. Đó là những câu chuyện xúc động về những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống với lời thề trọn vẹn, bảo vệ Tổ quốc, không tiếc máu xương vì hòa bình cho hôm nay và mai sau. Nếu lòng ta cứ sợ mưa xa, thì nắng đẹp mùa xuân đâu sẽ thấy. Liệt sĩ Huỳnh Kim Trung hy sinh khi tuổi vừa 20, đúng 2 tuần sau khi viết những dòng nhật ký cuối cùng. Quảng Bình năm 1972 trở thành tọa độ lửa, ngày đêm hứng bom đạn Mỹ. Tại phà sông Danh, anh nhận nhiệm vụ điều động những chuyến phà chở bộ đội vũ khí vào Nam. Nhưng mà bạn cố gắng bảo với đồng đội cứu những người bị thương nhẹ, còn mình thì nặng lắm, rồi nhắm mắt ra đi bệnh viện. Còn 20 tuổi, chết chưa nắm bàn tay cô gái nào. Mà anh đã chuyển cái đó qua một cái sự hy sinh không điều kiện cho đất nước. Biên giới phía Bắc Tổ quốc, lễ truy điệu và an táng 12 cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Hơn 40 năm trước, Hà Giang, chiến trường ác liệt nhất của cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Hàng chục nghìn chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, từng vách đá, điểm cao, với tinh thần sống bam đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Hà Giang đã ngừng chiến trận. Đã có hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh và vẫn còn hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa được quy tập. Máu các anh đã đổ và các anh đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ từng cái tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, được chứng kiến cái sự thay da đổi thịt của quê hương, cái sự phát triển của đất nước, sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước, của chính quyền địa phương cũng như của quần chúng nhân dân. Các anh sẽ mỉm cười như chín suối và tiếp tục phù hộ trì cho đất nước phồn vinh và mãi mãi là trường tồn. Nghĩa trang huyện Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ, có một ngôi mộ tập thể các liệt sĩ đã hy sinh. Máu của những anh hùng liệt sĩ đã hòa cùng đất mẹ, mang lại màu xanh yên bình cho thế hệ hôm nay và mai sau. Vâng, mỗi trang nhật ký của người lính là tiếng nói của quá khứ, nhắc nhớ cho thế hệ ngày hôm nay biết trân trọng sự hy sinh của lớp người đi trước. Khát vọng hòa bình đã được họ hiện thực hóa bằng chính xương máu, thanh xuân và hạnh phúc của riêng mình. Và chúng ta hãy lấy đó làm động lực để tiếp tục bảo vệ thành quả ấy bằng những đóng góp sức lực trí tuệ để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.